Hello, hello, xin chào 500 anh em đã tiếp tục quay trở lại với kênh Nghiện Khám Phá. Lại là quà vô cực của các bạn đây. Có bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời như nước cuốn. Đi về đâu cũng là thế mà đúng không mọi người? Trên thế giới của chúng ta có những địa điểm cực kỳ đáng sợ và bí ẩn, từ ma quái cho đến rùng rợn, đến những vụ mất tích ghê rợn không rõ nguyên nhân luôn. Và để thỏa mãn niềm đam mê cho những con dân yêu thích phiêu lưu mạo hiểm, thì ngày hôm nay các anh em hãy cùng với quà vô cực tôi khám phá ngay và luôn 7 địa điểm bí ẩn và đáng sợ nhất thế giới các bạn nha. Thứ nhất, đảo rắn. Nhắc đến rắn thì chắc chắn là bất cứ ai cũng phải sợ đến chết khiếp rồi đúng không? Thế nhưng sẽ như thế nào nếu như một ngày các bạn đi lạc vào một hòn đảo toàn là rắn rết thôi? Đến cái nỗi là cứ 1 mét vuông thì sẽ có 5 con rắn nhảy disco xung quanh chúng ta. Bạn sẽ gặp phải cái nỗi kinh hoàng này nếu như đến hòn đảo rắn Brazil. Rộng đến tận 45 hecta thuộc địa phận Brazil nằm phía Nam Đại Tây Dương. Và các bạn có biết không, nơi đây được xem là nơi nguy hiểm nhất thế giới, đến cái mức là cấm tuyệt đối con người được bén mảng tới đây luôn đấy. Nguyên nhân được cho là vì sao? Hòn đảo này nổi tiếng là nơi sinh sống duy nhất của loài rắn hổ lục đầu vàng độc nhất trên thế giới. Tuy loài này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nhưng ở những vùng khác nha, nhưng mà chẳng hiểu tại sao các bạn chúng lại sinh sôi nảy nở lắm ở hòn đảo Brazil này. Cứ 1 mét vuông lại có tới 1 đến 5 con rắn hổ lục đầu vàng, và nọc độc của chúng mạnh gấp 5 lần so với rắn độc trên đất liền nha. Ngoài rắn hổ lục đầu vàng ra, đảo rắn cũng là nơi trú ngụ của tới khoảng 400.000 con rắn khác nhau. Tất cả đều được xếp vào loại cực kỳ độc. Nếu đến nơi này, bạn sẽ ngay lập tức bủng rủng hết cả tay chân khi bắt gặp hàng trăm con rắn đang lổm nhổm trong bụi cây như thế này. Đã có rất là nhiều trường hợp rồi, con người bán mạng tới đây và chết bởi rắn cắn đấy. Sau quá là nhiều lần bất lực khuyến cáo mà không thành đi, chính phủ Brazil đã đành phải đặt ra lệnh cấm luôn, ngăn không cho bất cứ kẻ dại khờ nào đặt chân lên đảo nữa. Và chỉ những nhà khoa học đã được trang bị bảo hộ đặc biệt thì mới được phép đến nghiên cứu mà thôi. Vì bảo toàn tính mạng, tốt hơn hết vẫn không nên đặt chân tới lãnh thổ của các bé nà đâu các bạn nha. Nhớ đâu bị đớp cho cái thì chỉ có nước gặp tổ tiên thôi đó. Thôi đi tiếp nhé. Thứ hai, tam giác Alaska, nghĩa địa đen. Nếu như các bạn nghĩ rằng tam giác quỷ Bermuda đã là một nơi xảy ra những vụ tích mất tích kinh hoàng nhất thì bạn đã nhầm to rồi nhá. Bởi vì trên thế giới cũng có một nơi đã gây nên hàng loạt các vụ mất tích bí ẩn lên đến hàng chục nghìn người mà không để lại bất cứ dấu vết nào nó mới kinh chứ. Vâng, tôi đang nói tới vùng nghĩa địa đen Alaska, đáng sợ và bí ẩn hơn gấp nhiều lần so với tam giác quỷ Bermuda. Nằm ở phía tây bắc của lục địa Bắc Mỹ, Alaska, tiểu bang thứ 49 của nước Mỹ, là một trong những khu vực có địa hình gây chết người. Từ năm 1988, đã có tới tận 16.000 người bị mất tích tại vùng tam giác quỷ Alaska này rồi đó. Họ bốc hơi, không để lại dấu, cứ như là chưa từng tồn tại trên trái đất này vậy các bạn. Rồi sau hàng loạt những vụ mất tích bí hiểm ha, người ta bắt đầu đi tìm nguyên nhân. Nhưng những lý giải này cũng vô cùng là dị thường luôn. Alaska là lãnh địa bất khả xâm phạm của những sinh vật huyền bí trú ngụ. Bộ lạc bản địa Tlingit đã tin rằng bọn quỷ dữ Kostaka, người rái cá, chính là những kẻ bắt cóc con người. Những người theo thuyết UFO thì lại cho rằng tam giác Alaska cũng là căn cứ bí mật của người ngoài hành tinh, và chính những người ngoài hành tinh đã bắt cóc họ đấy. Các báo cáo cũng cho thấy số người mất tích tại khu vực này vẫn cứ tăng lên mà không rõ nguyên nhân. Năm 2007 đã có tới tận 2.833 người mất tích, một nơi đáng sợ và bất khả xâm phạm các bạn ha. Thứ ba, Hồ Angikuni. Hồ Angikuni ở tỉnh Nunavut, Canada được biết đến là một trong những địa điểm bí ẩn nhất trên thế giới. Tại sao vậy ta? Bởi vì một điều khủng khiếp đã xảy ra ở đây. Cả một ngôi làng bất ngờ biến mất không một dấu vết chỉ sau có một đêm mà thôi. Chuyện là vào nửa đầu thế kỷ 20 các bạn ha, ngôi làng của người Inuit định cư gần hồ Angikuni này có dân số khoảng hơn 30 người thôi. Thế nhưng vào buổi sáng đẹp trời, cái ngày định mệnh tháng 11 năm 1930 á, thế nhưng mà người ta không hề tìm thấy bất cứ người Inuit nào vào buổi sáng đẹp trời như vậy. Càng kỳ lạ đến không thể nào hiểu được, đó là mọi đồ đạc, vật dụng, lương thực, thức ăn của người Inuit vẫn còn nguyên nha. Không hề có dấu vết đánh nhau hay bị cướp bóc nào xảy ra hết trơn luôn.
Thậm chí có rất là nhiều thi hài trong quan tài tại nghĩa trang cũng biến mất một cách vô cùng là khó hiểu. Cho đến tận ngày nay, không một ai hay biết toàn bộ những người Inuit này đã đi về đâu. Họ đã gặp phải sự kiện tồi tệ gì mà lại dẫn tới việc mất tích hàng loạt, không để lại dấu vết như vậy. Nói chung thì đây vẫn là một điều vô cùng bí ẩn, chẳng ai biết được cả các bạn à. Thứ tư, thị trấn ma Wittenoom, Australia. Mang một vẻ đẹp tráng lệ và hùng vĩ như thế này, thế nhưng thị trấn Wittenoom nằm ở miền Tây Australia lại là một nơi ghê chết người. Một thị trấn bị nhiễm amiang nặng, loại chất cực kỳ độc hại nha mọi người. Khi mà con người hít phải có thể mắc các bệnh ung thư về phổi, giảm khả năng hít thở hay thậm chí là ung thư lên bàn thờ ngồi. Trời đất ơi, ước tính trong số 13.000 công nhân mỏ và gia đình sống ở Wittenoom giai đoạn 1940 đến năm 1960 á, đã có hơn 2.000 người chết vì các bệnh liên quan đến amiang. Vì thế, tại thị trấn này, thở thôi cũng gây chết người rồi ha. Wittenoom nguy hiểm đến cái mức đã bị giới chức địa phương xóa luôn cái tên khỏi bản đồ khu vực và được cảnh báo là địa điểm ô nhiễm gây nguy hiểm nhất trên hành tinh. Đấy, cũng bởi vì quá đáng sợ như vậy, thị trấn mang quá khứ đen tối này đã bị phá hủy hoàn toàn. Chính phủ Australia đã phá hủy các tòa nhà, niêm phong những bãi rác thải từng phục vụ cho khai thác mỏ. Đến năm 1993, các trường học và viện dưỡng lão cùng nhiều tòa nhà quan trọng tại Wittenoom đã bị đóng cửa hoàn toàn luôn. Thế nhưng mà, quá khứ đen tối của thị trấn ma cũng không thể nào ngăn nổi những bước chân của những du khách đam mê khám phá. Vâng, bất chấp nguy hiểm, nhiều người vẫn tìm đến cái thị trấn này để mà du lịch, check-in các thứ, u là trời. Trên mạng xã hội có thể tìm thấy 1.000 bức hình chụp tại đây nha các bạn. Bộ trưởng Ngoại giao và Đất đai Australia, ông Ben Wyatt cũng đã phải thốt lên rằng thật là ngốc nghếch. Thứ năm, hầm mộ Catacombs, Paris. Thành phố Paris hoa lệ được mệnh danh là thành phố của tình yêu, kinh đô của ánh sáng, kinh đô của thời trang bậc nhất thế giới. Và chắc là ai cũng biết đúng không? Thế nhưng các bạn có biết không, bên dưới lòng thành phố có hẳn một hầm mộ cực kỳ đáng sợ và bí ẩn đấy các bạn. Hầm mộ Catacombs có một hệ thống chằng chịt các đường hầm đang xen nhau như một mê cung khổng lồ. Không ai có thể biết được chính xác có bao nhiêu đường hầm và các phòng kính. Các bạn cũng đủ hiểu nó rộng lớn đến thế nào rồi đúng không? Hầm mộ này đã từng là những gì còn lại của các mỏ đá được khai thác từ thời xa xưa và được mở rộng dần dần theo thời gian. Càng đáng ngạc nhiên hơn là độ sâu của hầm mộ tương đương với một tòa nhà 5 tầng, chiều rộng lên tới 2 km. Bạn sẽ phải mất ít nhất là 45 phút nếu muốn đi một vòng cả khu hầm mộ đó trời. Nhiệt độ luôn luôn lạnh lẽo ở mức 14 độ C, vẫn tạo ra một cảm giác lạnh lẽo đến rùng rợn như thế này. Và điều kinh khủng bố nhất nè, có đến 6 triệu người đã bị chôn vùi tại nơi này và phải bỏ mạng. Bảo sao mà các bộ xương xếp thành núi rồi chồng lên nhau là cũng vì thế đấy các bạn. Bên trong hầm mộ Paris cũng chứa những hồ nước bí mật và chưa được khám phá hết đâu. Tuy nhiên, các bạn hãy phải cẩn thận trước khi quyết định đến hầm mộ này nhé. Bởi vì một số người khi tới đây đã tự do đi lại rồi bị lạc luôn, bỏ mạng tại đường hầm đấy các bạn. Thứ 6, khu rừng Hoyabacu. Tọa lạc ở rìa thành phố Cluj-Napoca, Transylvania, Romania, có một khu rừng kỳ quái mang tên Hoyabacu. Cứ mỗi khi nhắc đến Hoyabacu, người dân địa phương cũng phải sợ đến xanh lét cả mặt mày luôn. Có rất là nhiều giai thoại bí ẩn xung quanh khu rừng khiến cho người dân địa phương gọi nó bằng những cái tên cực kỳ đáng sợ như là Tam Giác Quỷ, Pháo Đài Dracula. Nhiều người chia sẻ rằng khi bước vào đây, họ liền cảm thấy vô cùng bất an và lạnh hết cả cái sống lưng, mặc dù cũng chẳng biết nguyên nhân tại vì sao. Câu chuyện về rừng Hoyabacu cũng ly kỳ lắm luôn. Nơi đây trở nên nổi tiếng lần đầu tiên vào năm 1960, khi một nhà sinh học phát hiện ra vật thể lạ giống đĩa bay xuất hiện tại khu rừng. Một ngày nọ, anh ta đang đi dạo cùng với bạn gái thì đã trông thấy một vật thể lạ tại rừng. Ngay lập tức, anh đã chụp lại bằng camera, bức ảnh trở thành đề tài nóng hổi và gây xôn xao dư luận ngay. Các bạn nghĩ cái tròn tròn kỳ lạ kia là thứ gì đây? Comment ngay và luôn cho tôi biết đi nè.
Các bạn thân mến, không chỉ ghi lại được cái đĩa bay mà khu rừng Hoya Barbecue được nhiều người mệnh danh là tam giác quỷ bởi vì những vụ mất tích bí ẩn nha. Chính người dân địa phương đã kể lại rằng á, trước kia một người chăn cừu đã lùa 200 chú cừu đi vào rừng, nhưng mà sau đó cả người lẫn cừu đều không trở lại. Hay là một em bé đi lạc vào rừng và mất tích luôn. Nhưng mà cái điều đáng sợ hơn cả nè là sau vài năm em bé này lại đột nhiên xuất hiện trở lại với bộ quần áo y hệt và không hề có ký ức gì về những gì mà em đã trải qua. Đến cả cái gốc cây trong rừng cũng có hình thù kỳ dị mà không rõ lý do luôn. Phần gốc của những chiếc cây thì bị uốn cong một góc đến 90 độ, vươn thẳng lên bầu trời, các bạn xem nè. Người ta tin rằng á, thân hình kỳ lạ của gốc cây là nơi trú ngụ của những linh hồn đã khuất đấy. Tuy nhiên thì cái gì mà nó càng bí ẩn thì lại càng thu hút đúng không? Rất là nhiều khách du lịch đã đến đây để mà tham quan và thám hiểm. Và nếu như bạn nào ưa thích mạo hiểm, book lịch đến ngay khu rừng này đi các bạn. À mà phải đợi hết dịch đã, các bạn nghe người muốn đi đâu thì đi. Thứ 7, nghĩa địa Chowchilla, Peru. Cảnh báo trước cho những bạn nào sợ mấy con mờ à ma. Chuẩn bị tinh thần nha quý vị, tôi không chịu trách nhiệm cho những trải nghiệm đáng sợ của anh em đâu nha. Vô nè. Nằm cách thành phố Nazca, Peru, xinh đẹp về phía nam, nghĩa trang Chowchilla là một trong những địa điểm hút khách du lịch tới tham quan rất là nhiều. Thế nhưng, nếu như ai yêu bóng vía, có thể sợ vãi cả ra quần luôn đó, vì cơ bản nơi đây tràn ngập xương người và bị bao phủ bởi bầu không khí vô cùng rùng rợn và đáng sợ. Khác với những nghĩa trang thông thường, Chowchilla ở Peru lại mang cái màu sắc khá là tươi mới đấy nha. Các bộ xương còn biết cười cơ, trời ơi, nó mới sợ chứ. Hầu hết xác ướp đều được chôn cất trong tư thế ngồi thẳng lưng, mặt thì hướng về phía đông. Các nhà khoa học đã cho rằng đây có thể là tập quán mai táng của thổ dân thời xa xưa. Rồi cái điểm nhấn đặc biệt là khung xương quai hàm rộng đến mang tai như thế này, khiến người ta cảm giác á, các xác ướp đang mỉm cười vậy đó các bạn. U là trời, thú vị mà cũng rợn hết cả lông tóc luôn á chứ. Vâng, các bạn thân mến, thế giới của chúng ta đang sống có nhiều phong cảnh tươi đẹp, nhưng cũng có không ít những địa điểm rùng rợn, thách thức lòng can đảm của con người đúng không? Vẫn còn rất là nhiều những nơi đáng sợ mà chúng ta vẫn chưa khám phá hết đâu các bạn nhé. Tiếp theo, đây là chuyên mục khán giả hỏi và du cực trả lời. Cùng tôi đọc qua những comment hay nhất trong video trước. 10 pha dậy thì thành công nhất quả đớt, lớn xong anh nào cũng muốn cưới làm vợ các bạn nhé. Bạn Hướng Dương chia sẻ, giọng nói của bạn Hòa hấp dẫn lôi cuốn dí dỏm triệu like cho bạn. Ư là trời, cảm ơn bạn rất là nhiều mọi người ơi, tôi được khen nữa nè mọi người ơi. Bạn Minh Ngọc Cú Tè bình luận, người ta dậy thì thành công, còn tôi dậy thì ngủ tiếp. A hi hi ha ha, trời đất ơi, mùa đông mà, dậy thì phải ngủ tiếp chứ sao nữa, tôi cũng vậy. Bạn Lương Minh Phương comment, nếu thức đêm thường xuyên có ảnh hưởng đến dậy thì thành công và sức khỏe không ạ? Ý, có đó nha, ảnh hưởng rất là nhiều luôn đó em ơi, nên phải ngủ sớm nha. Ngủ sớm, dậy sớm, bật nghiện khám phá lên rồi bắt đầu một ngày mới thật là nhiều năng lượng nghe. Cảm ơn cả nhà đã cùng xem video ngày hôm nay của nghiện khám phá tụi tôi. Các bạn còn biết thêm những địa điểm nguy hiểm nào trên thế giới hay không? Hãy comment cho nghiện khám phá được biết với nha. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi và thú vị nha. Cảm ơn cả nhà cùng đồng hành với Hòa Vô Cực tôi trong video ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở các video thú vị tiếp theo nha. Bye!